qua mặt đâu, quay bánh. Bây giờ quay để lấy cái dao để ép. Đây cho cái này đi anh, cái này ít đi. Nướng là đầu là 5 phút nha, nhiệt 250. Cần 2 vẫn để thế đi. Xong rồi nướng 10 phút cho nó chảy phô mai ra. Cầm xuống giải hiệu rồi. Bỏ đây ăn luôn. Rửa luôn. Đấy, cái thớt cả con dao lên đây để cắt luôn ăn luôn. Có sao không? Tí nữa ăn đâu. Đây, sao đây? Dao to để cắt được cái pizza này. Sao mình kia ăn không hết? Đi. 10 phút cơ mà. Nướng 10 phút. Quên nó lại hạ xuống. Đấy xong bắt đầu bỏ ra mình. Nướng ngày này trước cả. Em thấy bánh mì vẫn chưa được. Không, nó thế thôi, nó không to thôi nào. Nướng để nguyên nó đừng sờ vào nhá. Vâng. Cứ thế bỏ ra nó hạ thì xuống không cho vào nướng. Nó bỏ ra. Cái này thừa tí mang ít về. Để cho nhân vào nào. Đấy, bỏ đi ra nơi đẹp, nó dày để vào. Nó sẽ mềm, nướng nó sẽ mềm. Nó vừa vừa, tầm như cái này. Đấy, những cái mỏng đây, những cái mỏng đây là cũng không bị ở đây. Mỏng như này nhưng vẫn có độ nở.